Hello chào anh em nhá, chào mừng em quay trở lại với video tiếp theo. Thì vẫn là tôi đây, hôm nay lại tiếp tục đến với con 8OS anh em ạ. Trong 8OS anh em thấy thì có rất là nhiều các cái thể loại, các cái tựa game. Anh em có thể vào anh nhờ trải nghiệm kiếm cơm với gạo cùng với tôi, ok chưa? Nhưng thấy đây ở bên phần gọi là đội chiến nhá, bên phần đội chiến thì có 6 game em ạ. Như Tiến lên miền Nam, Bài Rách, Poker Texas, Trái Kim Hoa, Yêu Đồ Cái và Phỏm này. Điện tử thì có gọi là tài xỉu 15, sóc đĩa, tài xỉu 15 giây, bầu cua, bắn cá, cực phẩm, phi xe, phi cầm, thả thú, rất nhiều các thể loại luôn này mà. Quay hũ thì có luôn nhá, anh em vào mình trải nghiệm từng cái một với tôi xem là ok mình phang mình mua gạo thôi được chưa. Online có được luôn được chưa anh em. Thì nay mình quay trở lại với con tài xỉu bắn xanh em nhá, con tài xỉu nổ hũ của con 8OS anh em ạ, được chưa nào. Và mỗi ngày vào kiếm cơm gạo là ok anh em, có gì đâu, phang cực kỳ ok luôn anh em này. 97 à, ok thì tay này chắc mình là 4 tài đi, tay đầu 4 nhẹ, tài 2 củ anh em nhé. Phương pháp thì tôi có rất nhiều, anh em muốn hỏi thì cứ comment xuống dưới, hôm sau tôi sẽ lại tiếp tục tôi làm, tôi hướng dẫn tôi cứ cho anh em luôn. Ok luôn anh em. Nhiều em có hỏi tôi là cách bảo toàn vốn to vốn bé thì nó như thế nào, thì nó luôn anh biết đơn giản này thôi, là anh em mình phang cái đầu tiên anh cứ phang đều tay đã, chỉ cần anh mình phang đều tay kiểm soát cái số vốn nhất định là ok anh em ạ. Nhiều em phang cứ gấp đôi gấp thép lên thì làm sao mà kiểm soát được đúng không? Cái tâm lý nó như thế rồi đúng không anh em. Mở bát đi, thấy đầu tiên nào, rồi 633 bú luôn anh em ạ, tuyệt vời luôn. Anh em có xịt thì em cũng phang đều tay, mà bú cũng phải đều tay em nhé, không gấp. Có như vậy thì mình mới có thể gọi là bảo toàn được cái số vốn của mình anh em hiểu không? Ok thì bú tay đầu đúng không, thì tiếp tục phang tay thứ hai em nhé. 12, ok 12, đây bú xỉu đẹp ấy mà. Làm con xỉu 8, xỉu 9 là ok anh em. Mỗi ngày cứ vào phang 4, 5 tay là ok, là bú luôn anh em ạ. Còn 10 giây này, 10 giây để mở bát phát ạ. Sáu lò, số 21, 652 mà tài 13, 12 là 13 anh em ơi. Đây cầu này liệu nó có chạy cầu 123 không em nhỉ? Ok vậy là bú lên đầu xịt thứ hai à? Ok thì tiếp tục rồi nhá. Mình theo luôn quả cầu 123 luôn em nhá, theo luôn quả cầu 123 tài em nhá. Thế phang là tài 3 củ rưỡi đi cho anh em. Rực rỡ luôn anh em, cầu kèo cực kỳ là dễ bắt luôn. Nhưng mà tôi thấy đấy, ở trên đây con 8US này thì ở con tài xỉu MDM là nó dễ bắt hơn con bàn tài xỉu này em ạ. Còn tùy anh em, không biết anh em thấy cái nào à dễ bắt hơn thì em cứ comment xuống cho tôi biết em nhé. Mỗi người một ý kiến với mình em. Có người thấy bàn này dễ bắt hơn bàn kia, có người thấy bàn 15 này dễ bắt hơn bàn này, cũng không biết đâu được. Đây, mà tôi chơi nhiều thì tôi thấy cái cầu của con MDM là nó bắt ok hơn, nó dễ bắt hơn cầu con này. Thế thôi. Ok mở bát nào em nào. Rồi 3-1 rồi, đấy vừa nói xong xịt luôn anh em ạ. Theo 1-2-3 lại không ra anh em, thế mới cay. Ok em sao tiếp tục em nhá, tiếp tục đi. Phàng cái tay bú này xịt luôn anh em, đâu phải bú mãi được, ok chưa. Cái tay này thì bú tài em nhá, bú tài thôi đi. Nhẹ nhàng làm con tài 5 củ anh em ạ, được chưa.
còn gọi là 15 giây, 10 giây em này. Mở bát phát em nhá. Phương pháp thủ thuật thì cực kỳ ok, anh em cứ thoải mái vào phang khi một cơm gặm là nét luôn anh em. 236. Ui 123 em ơi. Chịu 6 anh em ạ. Ok thì để mình phang thêm tay nữa nhá. 4 tay đúng không? Ok thì mình phang thêm tay nữa, mình nghĩ mình phang thêm tay nữa đi. Tay này chắc phải phang to một tí anh em ạ. Cầu này bắt quả 123 tách xỉu là đẹp anh em ơi. Bắt quả 123 tách xỉu đi em thấy không? 13 cụ luôn em này. Nốt tay này em nhá. Bố thì cũng nghỉ mà xịt cũng nghỉ mà không phang gì nhiều em ạ. Anh em cứ nhớ mỗi ngày 4 5 tay nó ok anh em. Anh em xem thấy hay đừng quên để lại xin một nút like, một cái đăng ký kênh, kèm chuông thông báo không bỏ lỡ video nhé. Còn anh em muốn hỏi thêm những phương pháp hay hơn, hiệu quả hơn, đừng ngần ngại comment xuống bên dưới. Hôm sau tôi sẽ lại tiếp tục tôi làm, tôi dẫn tôi gửi cho anh em luôn, được chưa? Thoải mái luôn anh em. Rồi, 531 em bú luôn em ạ. Ok chưa? 55 củ anh em nhé. Ok, nay mình phang như vậy đúng không? Phang 5 tay thì bú 3 chỉ 2 vậy, quá ngon đó. Thì ok, video khá dài, mình xuống video đây nhé. Bye bye.